Xin chào ông chủ, tôi tên là Trịnh Đình Hùng, tôi năm nay 41 tuổi, tôi cao là 1m65, tôi cân nặng là 55kg, quê quán tôi là Thanh Hóa, Việt Nam. Tôi đã học hết cấp 3, tôi đã kết hôn, ở quê thì tôi làm ruộng, công việc ở Việt Nam cũng rất khó khăn. Sang Đài Loan để làm việc và kiếm tiền để kiếm thêm thu nhập. Tôi rất mong ông chủ giúp đỡ, tạo điều kiện. Tôi sẽ hứa sẽ cố gắng làm việc. Xin cảm ơn ông chủ.